ba anh em Bin chào cả nhà nha. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Hôm nay ba anh em Bin sẽ cho hai anh em nó ăn lẩu lông bò nha cả nhà. Đây mới lông bò hồi nãy Bin đã luộc mềm sẵn rồi cả nhà. Cái lông bò này Bin mua về thì mình phải luộc cho nó mềm nha. Chứ lúc nãy người ta chỉ tụng sơ thôi. Còn cái này anh em Bin mua về luộc từ nãy vậy nè. Hôm nay anh em Bin sẽ làm một cái lẩu lông bò, nó sẽ tới cho hai thầy tò nó lụm nha. Xe tới đi vô hà ơi. Xe tới trời mưa rồi, phải xe tới xe không con? Xe tới siêu cay. Cái này là hên á, vô nghe trời mưa luôn cả nhà. Mưa mới vừa xong. Cho con nè. Rửa đây. Rửa cho mưa. Dạ. Mấy bữa gài ăn cá săn bắt quá chừng luôn, nay mưa quá chừng cả nhà nên Bin quyết định nấu một cái nồi lẩu lông bò nha. Nếu như rau muống này nó không được non lắm, nhưng mà về chắc ăn nó bao giòn luôn á. Lẩu lông bò xa tới siêu cay, ấm lòng ngày mưa nha. siêu cay nãy còn mưa quá tại lớn luôn đó nha. Cái đó của chị hai cho Sài Gòn gửi gì cho thêm đụng thêm tới dừa này nữa thì thôi còn gì chịu nữa. Bao ngọt nấu nào cũng siêu cay nha. Ok, cái này bự quá nha. Làm không lại nữa. Thôi chú khà á. Quá tao bự. Chuẩn bị đi, mưa lạnh lạnh thiệt mà nay làm cái lẩu cay cay thì còn gì bằng. Cái món này là lúc trước anh Cường chỉ bên này cả nhà, ngon lắm, nhưng mà bữa nay anh em Bin mới thưởng thức cái này. Hôm qua nay khọt kẹt quá trời nên đâu cho loại mương nữa. Đây mấy cái gia vị anh em Bin chuẩn bị này, cái này xả rồi để ướp với để xào cái nha. Cho muối này thì này, nó hơi dài nha, chắc như Bin nó dài nhưng chắc mà nó hơi giòn. Con nặng chừng như đó đi Minh, như đó được rồi, nhiều lắm. Nhìn lại hai lựu tí khóm chín nè. Đúng rồi. Ôi dạ, cái tao quá. Béo không chẻ đâu cái nữa. Hơi xào cho nó ra nhiều nước. Em tính cắt ra đây vậy nè. Nó phân hầm nghe chú hả? Dạ, dễ lòng mà Bin luộc mềm rồi nha cả nhà. Hồi nãy lúc mua về người ta chỉ tụng sơ thôi. Còn cái này thì Bin luộc cho nó mềm trước rồi mới nấu lẩu sao. Chứ mình nấu nước lẩu mình nấu cho nó mềm luôn á thì cái lẩu của mình nó sẽ không ngon nha cả nhà. Cái này cái gục cái lòng của con bò thì Bin không biết phân biệt, cái này kia Bin chỉ biết cái con heo, cái này biết gục ngon, cái này biết khăn này, còn cái này thì Bin không biết gì mà thấy nó ngon quá. nên Bin lấy luôn. Thêm một cái dừa. Cái khăn lông bò. Khăn lông. Cái này em biết cái gì nè? Cái gục bò. Cái lòng bò là chắc ăn là đúng rồi không á. Cái này là chút xíu Bin ướp rồi Bin sẽ xào luôn nha. Cái đó là không biết cái gì luôn. Hay luộc nó mềm quá ha. Ừ. Cho dễ ăn, chứ mình nấu nước lẩu mà làm cho nó mềm luôn thì nó khó lắm cả nhà. Thôi cái nước lẩu của mình nó xấu quá à. Đúng rồi. Miếng khăn lông. Khăn lông nó để làm miệng á. Khăn lông. Cái này là cái hàm hôm bữa hay mua phải không ta? Cái khăn. Khăn luôn. Đó khăn luôn hết, không có cái hàm. Hay không có mua gân. Dạ. Ấm mí chưa hả? Không cả nhà. Chạy nước miếng chua. Gục non. Non. Cái này là cái gì nè? Cái này giống cục. Cái đó là ăn cặp với cái kia. Ừ. Bậy không? Quả trời cho một ngon. Dĩ nha. Quá hấp dẫn luôn, rồi cho vô luôn. Dĩ á. Dĩ lòng. Nhìn cường một ký mấy á mà lột cây thế còn ít quá ha. Dạ. Nghe. Dĩ cho bá luôn, anh em này lại xay nữa rồi. Lâu lâu mới xay một bữa chứ. Bây giờ thì Bin sẽ ướp nó nha cái nhà. Đây, dĩ lòng. Xong rồi vô. Mập mềm. Và đây là sẻ nha, sẻ cây cho vô luôn, cho lại tí hơi Bin phi nữa. Đây cho khóm vô luôn. Khóm vô luôn hả? Khóm vô luôn, chào luôn cho thơm. À, ăn sao đây, muốn cay cái nào đây? Cay sao mà hai không bị đâu, thử là được. Cay bị luôn mày. Tại sao tới nhìn đẹp với ta? Cho tới này không biết nhà, chắc nhà làm quá. Nhà làm cái này. Niêm luôn. Niêm ngọt chưa? Cho tới nhà làm thì chắc nó đâu có mặn giống như mình mua không ta? Không. Không có mặn. Cái này muốn cái hai muốn ăn hoài. Cái sao tới này chắc chị hai làm bánh tráng quá. Cộng lên cái nhà ơi. Đi chị hai làm bánh tráng còn. Coi dưới lòng, coi thao lòng của anh em Bin nè. Ở đây là thấy một nồi lẩu bánh tráng rồi phải không? Bánh tráng rồi. Thì lẩu là xào cái chắc nửa gần nửa chảo luôn. Đá dừa với thêm ca nước nữa là được ha. Dạ. Rồi qua bên đây. Nhúng quá, thơm quá. Thơm quá. Em xin xịu lắm. Mà chú gà nấu chú Bin nó niêm nha. Nó chảo đi chú hả? Chú gà hát được, chú gà hai tay mà ngon lắm, ngon lành. Vì chú sẽ hỏi trả cho nó thơm lên cái can em Bin sẽ cho nó vô xài nha cái nha.
nhìn cái gì nhìn cái món lòng này xào khóm quá, thôi mình xào khóm mình ăn luôn đi. Xào khóm luôn à? Nè. À có lý à. Có lý à, có lý lắm. Có lý nhưng mà không chắc không bằng cái lẩu lòng tời bữa này có cái lẩu mới ngon. Nó cay cay nữa. Bên không biết cái xào tới nó cay dữ ít không mà cho nó hơi khác á nha. Đó, em vàng đó. Vô. Lấy cái muỗng mình, cầm muỗng con. Đi rồi. Rồi, sơ nước dừa vô đây cô Minh. Nè, vô thao á. Để bộ cho mượn cái đồ nhắc bếp cái bên đây. Có phụ bếp nữa kìa chưa? Nó trời của đất. Cái này thấy đẹp ghê, nhưng mà nó đỏ đỏ vàng vàng. Nhờ cái hơi thưởng thức rồi mới biết nha. Dạ. Trời vẫn thơm thôi. Nó theo kiểu chua cay hay hả? Đúng. Dùng nó cũng nó không dùng hết chứ ha. Có không dùng ha, tách cái bọt ra phải không? Bọt ra kìa, nước bọt. Nó xăng lại cái ha, ra nước sớm cái nữa anh em mình sẽ cho vô. Quá hồn quá hồn. Không mùi sao thế này hát hát lên luôn mũi luôn nha. Ừ. Bực không? Cho nhâm beo nhâm đậy dĩa không? Cái này hơn luôn á. Đi ngớ chứ ha. Cái khóm nó bắt đầu nó ra nước rồi nè ha. Ừ. Nó dạng nó chín rồi bắt đầu nó ra nước rồi. Quá đẹp luôn cái nha. Gà cái khóm ra nước rồi mình cho nước dừa với vô. Tí nước dừa nữa nha cái nha. Dừa nước dừa và dừa tí nước lạnh luôn. Trời ơi coi nhìn chào lâu đẹp quá. Trời ơi lỡ màu đẹp với ta. Màu vàng của sa tế nữa với cái màu của khóm nữa cái nha. Bây giờ cho nó sâu lên cái. Quay tế luôn rồi. Tế gì tế, hái cao thơm gì bị yêu quái gì đâu à. Lâm hả? Lâm ăn lẩu hay ngon. Vô mùa này là trời mưa là đâu có né được cả nhà. Trời buồn trời đổ cứ mưa chứ ăn. Ừ đúng rồi. Hay quá ha, nay làm thơ luôn rồi cả nhà ơi. Không? Không? Nay nhìn nó điếc ghê cả nhà. Ừ, nó bự. Trời bá luôn á, tốt ghê luôn bếp. Dạ. Trái cây tao tống quá. Nay cái lá nào lá nấy quá tao bự luôn rồi. Chén ngoài chợ ấy chú nè, quán nè. Hả? Đi chén mà giờ tao bán nha. À. Có cái bông này mình mời cho đi kéo lấy một sởm cái bông không bỏ đi. Chút sẵn luôn. Dạ. Chén gia vị thần thánh. có bỏ tí bột ngọt vô nên nó tan ra nên nó ra màu sữa cái nha. Rồi chén gia vị nữa cho nó sôi khoảng 5 phút nữa cho nó thấm vô nữa cái dớt ra. Dạ. Còn lên. Còn gì nữa? Còn gì nấu nữa? Rồi tiếu nhỉ. Rồi, quay lên, quay lên. Để lên, theo quay lên cái. Anh niềm bạn cái để người dở hàng nó cười chết luôn á. Ừ. Nãy em niêm gầu vậy. Nóng nóng chưa? Cái này hơi cay cay. Đây giờ mình đổ ra nè cả nhà. Đổ ra đi nguội hơi hai anh em tát chỗ dễ. Ba anh em chứ. Có hai thằng công hơi bình định nè. Ừ, quá tại dữ lòng rồi. Một nồi hết hồn lòng luôn. Cái này cho tí hấp nhẹ nhẹ quá chú ha. Cái khóm này hơi chấm cũng ngon nè. Thôi nó hơi bị ngủ luôn chứ ha. Chứ để tao ngồi lẩu lên hơi cắn lấy cái răng này luôn. Ghê mày. Cắn cái răng nghe tọng răng mới luôn chú ha. Răng sứ vào mắt lắm con. Ôi cái ớt nhìn đã quá. Chắc không cay đâu. Ừ. Vô. Không cay đâu, phải ăn rồi mới biết. Rồi cô Minh kinh ghê cô Minh. Đó, quá hấp dẫn quá hấp dẫn. Vậy là nhanh ăn nhất. Đúng đúng đúng. Cái này chắc là được hai nồi lẩu luôn á. Thôi. Vậy canh ghê ta. Cái này để dành á. Này, cho này vô. Được không? Xanh lè luôn. Quá đẹp. Lên. Bóc khói, bóc khói cả nhà ơi. Thôi ba anh em Bin mời cả nhà ăn lẩu lòng cùng ba anh em Bin nha. Cái mời cả nhà. Có mời cả nhà. Em mời anh Gấu nha. Anh Gấu ơi, cái món lẩu mà anh Gấu chỉ hồi trước nè. Bữa nay nó em cho nó lên dĩa. Rồi mai ăn lòng bò gấu. Cho cho. Thơm. Xa tới. Xa tới. Cay ngất ngay. Ủa xò. Có cái giò tường giống như giò tường nằm đây. Giống như chay như giò tường vậy ha. Dạ. Mà không biết phải cái giò tường không nữa. Tại vì con bò Bin không có gần về mấy cái bộ phận của nó cái nha. Chắc cái này là ít ăn nó lắm. Quậy 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 gì chấm lên. Dạ. Quậy gì chấm lên không. Nè cái này là có tương đen, đường, chanh và tỏi ớt nha cái nha. Lên mà lại lên, lên cho nó thấm cái tỏi vô ăn cho nó nồng chơi. Ăn cho nồng chơi. Đây còn đây dĩa lòng đó nha, rất đẹp luôn đó nha. Gì xanh quay. Ủa lòng có vàng đỏ với trắng. Rồi đúng đi. Lần đầu tiên mới thấy cái lẩu lẩu lòng bò mà nấu kiểu này luôn.
Dạ đừng nói vậy, nhiều khi mọi người la hại chế. Không mà cái này mình chế, nếu có chế đi nữa cũng hợp lý mà. Hợp lý mà, rất là hợp lý luôn. Rồi. Cái này cái gì quên chưa hả? Cái khăn lông. Hồi nãy nó nói cái gì mà dễ nữa. Cái bòn mềm nữa. Mềm không? Không. Ok, mềm vậy là được rồi. Những mềm là sơi là ngon à. Cô mình nãy con mới cắn miếng gì? Miếng này nè chú ơi. Khăn lòng. Khăn lòng. Nó thấm vô. Cái nước lẩu nó thấm vô trong cái cục lòng bò luôn. Thích gì nhẹ hay nha, chừng cao nha. Ai ơi. Bạn qua anh Cậu ơi. Chua chua ngon. Chua chua ngọt ngọt. Thơm thơm. Thơm. Thơm bì sa tế. Tờ ở cay. Ở cay hả? Nhẹ nhẹ thôi nha. Nói tước luôn á. Thôi quá dịu hả? Phiêu phiêu phiêu. Cho bây giờ muốn vô. Đó. Này kẹp cái lòng bò với tỏi. Cái này hay nghĩ là chấm chao ăn cũng đúng luôn á bếp. Dạ đúng rồi. Nhưng mà anh em bên há chao mà thấy cái này cũng hay ăn bò với cái món này nè cả nhà. Nên chẳng có biết luôn. Ngay xuống bữa nha, mời cho lội mưa dầm mưa nữa. Sáng vô mùa mưa rồi thì dầm mưa hơi nhiều. Mốt cảm mình có chữ thuốc của chị Yến cho hũ thuốc rồi đó. Sao dám bị được hả chú Kha? Mà ngộ từ lúc mà có hũ thuốc chị Yến cho anh em bên không có bị mệt. Ác vậy đó. Hay làm như thấy cái chai thuốc ở cái hũ thuốc nó sợ rồi. Tâm lý thì vậy. Cháu mình mở cái hũ cái nó sợ liền luôn. Đây là cái miếng bự bự giống như dò tôm. Cái này nó hơi mềm mềm chứ nó không dai giống như dò tường heo. Cái nó rất mềm mềm. Cái anh em mình luộc có mềm á. Dạ. Bớt lửa đi bé ơi. Có trái khóm nữa thơm quá cả nhà. Ngon quá, khóm ngon quá. Tôi nấu lẩu rồng mà ăn rồng không ngon mà ăn khóm ngon cái nhà. Giận luôn. Miếng khăn lòng ngon. Khăn lòng. Dứt đây là cũng ngon nha cả nhà. Cho con miếng nước đi vô ăn hết tơn à. Chị mà nó bị sặc ra. Có thấy ngủ quá thì anh em nhúng vô lẩu một cái nha. Này còn nhẹ dạ. Chú Kha ơi. Này còn nhẹ quá. Không mình mới vớt ra. Mình vớt ra cái mình ăn liền á. Bây giờ nó còn xì khói nha. Đúng rồi. Cái gì vậy? Nó không có bị đóng mỡ nữa cả nhà. Nó ngủ quá đóng mỡ ăn không ngon. Nhưng mà nó nóng quá ăn cũng không được. Quẹm vô. Chắc hào quá. Hào nước chấm á. Tao béo à. Đó, có tỏi nè. Tao quá nấu rồi. Hấp dẫn, hấp dẫn. Cay cay, thơm thơm, chua chua, ngọt ngọt. Không có vị của cái mùi bò nó phớt phớt nhẹ nhẹ. Chiều này hay đi chơi chiều á, kiếm cái bộ lọc này hơi bị khó nha. Dạ. Hồi sáng rồi mất công việc cái nhà nên Bin không có đi chợ sớm được. Đường rồi buổi sáng thì nó nhiều hơn. Không. Hỏi chị có gan, có tim giống như heo không chứ tại trời. Này chị có mấy món này hả cưng? Ngon quá. Cô Minh sẽ có ăn khớm không cô Minh? Dạ. Được rồi không? Không, xe tới không mặn thiệt ha bé. Dạ. Xe tới không mặn. Chứ không mặn, đúng rồi. Nếu hồi nãy Bin mà Bin không nhớ cái vụ mà mặn của cô bé nói xe tới mặn là cái nồi lẩu này hơi bị đậm luôn á. Cháu này không sạch. Cái này tới chị hai ở nhà làm. Không có gì mặn. Cái này mặn tay bánh tráng tộm rồi tới nách luôn á. Thường thường á là người ta bán tổng cái hũ vậy nè, là cái vị nó mặn, nó hơi mặn. Xe tới tôm ở trong tiệm tàu quá phải không? Dạ đúng rồi. Ở tiệm tàu quá cũng có bán xe tới tôm nữa nhưng mà nó cái vị nó đậm. Nhưng mà nó không đẹp nữa. Dạ. Xe tới tôm có tôm đâu chú ha? Ai biết đâu. Không biết luôn nữa. Cái tên này vậy mà không biết nó có không nữa. Vô. Con mía mà cái cháy mồ hôi. Cháy mồ hôi luôn á. Nó hơi ấy mà con. Nó hơi cay cay luôn. Hơi cay cay đổ mồ hôi. Bên là da mồ hôi mép luôn rồi nè. Chào hai anh em thưởng thức rồi, có nhận xét là mình văn hết rồi được giữ lòng hay không?
Bây giờ là hết cái này, hết cái này luôn. Có cái này không hứa nha. Chứ cái này là chắc chắn một điều là hết. Biết nhẹ không hay ăn muốn luôn, giận luôn. Không có muốn mình ăn cho đỡ nhé. Cũng ngon ngon. Rồi em lên lửa ra thầy bỏ vô. Cấp lửa lâu quá cái nhà lá vườn. Gì mến? Gì mà có ăn gì cay gì mến? Cay hả? Nãy nó biết cay rồi. Nãy lại mới la chưa đủ đồ mà giờ la cay. Con Minh này không được rồi. Con cháu này con thúc con cái nữa. Trong đây bình có cắt thì mới tới, trong đây nè, nãy quên quẹt miếng cho tới vô đây luôn. Cho nó hợp lý luôn ha. Cho con mình cho tới nó luôn. Vậy nè mới đúng nè chú Kha. Quán gì nè. Đó. Trời ơi, ăn cái mỏ kìa, giật giật khi ghét không? Không cái nữa mới đúng. Trời ơi, nhộn 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 quá ha. Cô Minh nó ăn cái gì mà cảm thấy nó ngon ngon là cái mỏ nó vậy rồi. Nhìn nó hài ghê luôn. Kỳ vậy ta. Hài ha chú Kha. Hài. Còn phải mập lên chút xíu nữa, cái mỏ còn nó mới tà tà bớt rồi. Giống như chú Kha này ha, càng mập cái mỏ càng mướm. Mướm mà. Da kéo căng ra hả, kéo lại bớt hả? Đúng rồi. Chay cơm chín nấu lẩu ăn thơm ha. Thơm ha. Thơm mà nó cảm giác nó ngọt nữa. Chay cơm sống là cả nhà chỉ chấm muối ăn là ngon nhất. Tại vì cơm chín quá nước nhiều quá cả nhà chấm muối ăn sặc thấy ngựa thấy bà luôn á. Sặc lên tới lỗ mũi luôn. Đúng rồi. Không cái lẩu này nãy hai chú Bin mình im lại lúc chú bé nói là cái này hấp mạnh ra ngoài cho kia đó. Dạ đúng rồi. Tại vì nó cay mà nó nồng á, cho tới nó nồng lắm cả nhà. Này cái này có hấp là bình thường. Đâu có sặc đâu. Ghê ơi. Xả nó bùi bùi bùi. Dạ anh hai mới được tận hưởng cảm giác hút nước phê phê. Hút nước vui rồi. Nãy giờ hút nước không à? Còn. Hồi nãy Bin cũng tính làm đưa chén nước chấm. Mà thấy cái chén đó đá của mình nhỏ quá chắc không làm nổi đó. Dạ đúng rồi đúng rồi. Quết không ngon à. Quên cái hai cái rồi đầu nó hết rồi. Nó cầm mua mất liền thôi. Dạ. Chơi như vậy dù gì ba thằng cũng ăn chung ngủ chung rồi có gì cũng đi chung luôn à không sao đâu cả nhà quá mạnh lên chú em có cái ớt luôn thôi lúc đó hạt không mất ngon cầm bún nó bay ra chứ cái gì nè sạc lên cái nó nói gì như gà mái nữa của mình nó dụ em á em sạc nó đòi em ăn đâu được đúng ăn mất ngon dụ giống như dụ cá lóc mà hả đâu có dễ dụ con ngon quá cái miếng này á thì nó mềm nó mềm mà nó không có nhão còn miếng căng lông á thì nó dai dai nó giòn dai cả nhà căng lông nó dưới căng lông này nè cái luộc cho nó vừa mềm ha, luộc xả thôi nước vừa chấm mắm niêm nhưng mà hay là mang chứ có một lòng nhức nó giòn giòn không là mấy món đó sử dụng mấy món là mấy món nhậu nhậu là tới bến luôn hả này cái món đó cả nhà phải cắt cái ông nghe người hơi nhuyễn chiếu đừng có dày quá mà gắp một lần 3-4 miếng nha. Ví dụ các vậy anh em bên cắt như vậy thì chấm lần miếng chứ cắt mỏng mỏng thôi, nó mềm rất là dễ dặn. Không đợi nha, nãy trong kia còn mấy miếng lòng nữa kìa. Dạ. Lâu lâu tạm bổ lại phát. Thiệt không, bữa trước mấy anh em bên ăn con cá rô, tới giờ bên còn nhớ nó ngọt mà nó béo. Nhưng mà cái vấn đề là mà cho cái này mà bên thắc mắc, bên không hiểu sao luôn nha. Chứ mỗi lần mà anh em Bin mà bắt được cái con gì bự nó quá khổ quá nha. Mà tôi dặn là nó nói là có anh chị nói mấy em mấy anh hay gì là nói mấy anh em Bin mua bỏ vô không luôn á. Con lươn cũng bị nữa. Tâm con cá gô này cũng đó, cái gô nuôi kia bỏ vô nữa. Bin nó không biết luôn nữa. Vậy tâm người mười ý mà bởi vậy giờ. Nhưng mà có một anh mà lận á hay rất là ý hay ghim anh luôn. Con cá rô này không phải con cá rô nuôi tại vì nó ốm nó dài con cá rô nuôi nó sẽ mập hơn cái đó là mình nhìn vô chi thật mình nói luôn á dạ nếu rồi. Mà con cá rô nuôi thì nó rất là mập ở nhà tại vì con cá nào nuôi mà không mập con cá này nó ốm nó dài mà vì nó nuôi nữa rồi nó cái đầu nó rất khác biệt với con cá rô ấy luôn này tại nó cái rô mà chạo luôn nó ở lâu mà chú ạ
ở mấy năm trời luôn mà cái đầu nó toàn do là có cái anh nào bình luận cái đầu toàn do đó chứ mà còn cái đầu vuông là nó có cạnh đúng rồi nhớ mà mình nói đi rồi ví dụ anh chị nào mà không biết thì cái việc lên Google search là thấy cái đầu con cá nó khác biệt liền. Nhưng mà nói cá nuôi kia theo cái ý của anh kia bình luận là nói cá nuôi là bên anh nói cái kiểu đó là bên thấy anh nói hay á, tại vì cá nuôi thế nào nó cũng mập à, nó cũng tròn quay hà. Tại vì đồ ăn thức ăn thì cá nào nó cũng mập á cả nhà, mà con cá thì nó ốm nhơn nó dày thòn à. Cái clip mà đó bên cứ ghim cái bình luận của câu nói của anh đó lên luôn á. Không mà cái nguồn gốc đó là mình ở đây mấy anh em mình biết cái nguồn gốc nó từ đâu nó ra mà. Nói chung đó là trong cái vườn bưởi thì nói chung lâu năm rồi, đầu hôm nay bắt chín trời mưa á, bữa mà mình ăn cái gì mà bị trời mưa quá trời á là bắt chín xả ra rồi xong thì mình vô tình mình bắt được thôi. Mà con có thấy nó hợp luôn mà. Mà em nói thiệt chứ mà nếu như bây giờ chắc cũng ví dụ mình giăng lưới nguyên khu vực đó chắc cũng còn một hai con á, chứ mình làm sao bắt được hết. Giờ nó vô mưa đi tùm lum hết trơn. Tóm lại nó ra một cơn mưa là mình canh mình đón nó mình bắt được nó thôi. Đúng rồi. Còn mà mình để lạc qua một bữa hay bữa sau là nó bắt đầu nó tán lạc, nó kiếm đường nó chui tên vậy nhà. Là không có biết đường đâu mà kiếm nó này. Mà từ hồi đó giờ luôn em nói văn lưới từ đó giờ biết bao nhiêu lâu rồi. Nó lần này là cái lần cá gô mà bự nhất trong đời em bắt luôn á. Kéo nó vậy nè. Không có hay bằng chừng 7 đâu. Lúc đem cá gô về ba cứ bé có thấy. Mấy tụi bay nói rồi, đó giờ bay thấy tao nè, tao hôm nay tao 40 năm 50 tuổi rồi mà tao chưa thấy con cá rô nữa chứ ở đó mà tụi bay sao mà chưa thấy con cá rô bự như vậy luôn nữa. Tụi bay nói vậy đó là tụi bay đi ăn tay lưới cái rô cả chục ký hơn 10 ký luôn á nha. Đúng rồi mà chưa có con cá nào bự như vậy luôn á. Mà chúng ta cái này mà kiểu mưa nặng người ta ướt lại lâu năm mình hái chừng nhiều vô á chắc còn dữ nữa. Cái dạng mà mình ứ lại mình nuôi mà cá rô đồng á thì nó cũng đúng nhưng mà con phải chăn nó kỹ lắm chứ mới nó đi hết. Đó con chưa thấy đâu chú Kha, mà con cá rô non mà hồi rút còn làm ruộng một tí xíu thì nó bự lá mè xíu ha. Chú Kha đổ từng cái mương mé tên á, mé tên nhà mà chú Kha đổ mấy chục ký luôn á, mấy thùng bê luôn á. Tính là tính thùng bê không á, mà tới khi lẽ nhiều lắm. Mà tới khi tát lên chú Kha nói thiệt chứ bắt không được 1 kg nữa. Thầy giới thiệu tập. Đi đâu ha, không biết đi đâu nó lấy lưới đồ gào dữ tợn lắm nha. Không có làm dèo giống như hai thôi chứ mà thả ra mương lấy lưới đầu bao đầu rồi lại ngon lành hết. Mà nó đi đâu á không biết nữa. Chắc là nó đào hàng á. Chắc thì mưa đồ này kia nọ nó lóc. Mà cái gỗ nó có nhanh lắm á. Em nghe nó búng ra. Đúng rồi, ngâm rồi. Ăn lòng à. Nó cay mà bây giờ đổ mồ hôi xuống cái mép này giờ nó nóng lên tới tên luôn rồi. Không sao vui. Ấy gọi xong em mà lòng hồng rồi. Đen quá. Nước chú bị thôi dẫn dụ không cái xe tới này ngon thiệt. Chị hai không biết chị hai làm mà chị hai mua ở đâu mà ngon quá. Chắc em nghĩ là chắc chị hai có bí quyết riêng chị hai mà làm ở nhà. Chị hai là chị hai vợ chị em dâu á. Dạ vợ của anh hai. Lúc mà bên lấy cái hũ xe tới này bên đi mà vợ bên đi ra mà thấy cửa luôn á, nhớ em về nha. Chạy hàng bên tán thọng ở cái nhà. Tại vì bên đem đi bên hay bỏ bên đây luôn lắm. Như béo chay mắm tôm đó hay bỏ bên đây nữa trong tủ lạnh á. Còn luôn tủ lạnh á. Còn luôn tủ lạnh á. Cay quá cay mà. Này chú ơi chú Bên ơi. Nhưng mà có cái không phải là cay trong miệng trong hậu cái nha, nhưng mà nó ra mùi. Ác xì. Chưa thấy chưa? Bắn. Ác xì. Nó đổ một hồi ăn một hồi mép cái này. Nó cay lên tên luôn. Rồi xong rồi. Rồi sao? Tắt tiếng rồi sao cái này hơi ăn sao á. Nó kháp à ngon nó chứ cũng không hết được này. Không cay hết trơn nhiều mà không nó mặt mày nó đóng mồ hôi nè ở nó không cay. Bye bye đây mình tạm biệt cái nhà nha. Có bye cả nhà. Bye bye cả nhà.